Sáng 17 tháng 8 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2024. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do nhà nước trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ. Đồng thời chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong 55 năm qua, lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết sức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu bứt phá, tăng tốc sớm về đích thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Trước những thời cơ và khó khăn thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải tranh thủ tối đa thời thuận lợi, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó phải chuẩn bị, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, cùng toàn Đảng toàn dân ta xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, gắn liền với tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã nhiệt liệt chúc mừng Công an Thành phố Hồ Chí Minh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là mang lại sự bình yên cho nhân dân. Nhiệm vụ của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đấu tranh khi có tội phạm xảy ra, mà còn phải thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa từ xa. Điều này đòi hỏi sự sâu sát trong nắm bắt tình hình thực tế, mà nhất là sự ủng hộ của nhân dân. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá, với những chiến công xuất sắc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh không thể kể hết, thể hiện sự bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo, mà còn là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, phong cách thực hiện di chúc của Bác Hồ. Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi các loại tội phạm tập trung hoạt động phạm tội. Nhưng với phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá, quyết liệt triệt phá không có vùng cấm, giữ gìn sự bình yên của Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, trong 5 năm gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm sâu, tỷ lệ trung bình hơn 8% một năm. Riêng năm 2023 kéo giảm gần 22% so với cùng kỳ. Với những thành tích đáng tự hào này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.